Xin chào các bạn, hôm nay mình nêu tác hại của việc đấu song song các tụ điện và của quạt điện để tăng tốc độ cho quạt điện. Nó sẽ làm chạm chập các vòng dây, hư hỏng quạt điện luôn các bạn ạ. Đây, khi các bạn mà nhận một chiếc quạt điện về các bạn sửa chữa mà các bạn bật công tắc lên, quạt vẫn quay nhưng mà tốc độ số 1, số 2, số 3 đều gần như nhau thì các bạn biết đấy là cái quạt nó bị chạm chập các vòng dây, biết ngay chứ không cần phải tháo. Đấy, kinh nghiệm đấy. Khi các bạn ấn số 1 này, quạt tự khởi động được và số 2 cũng tự khởi động, số 3 đấy, nhưng mà tốc độ nó giống nhau là quạt nó bị chạm chập các vòng dây, là hư hỏng cuộn dây. Trường hợp nó hư hỏng cuộn dây là phải thay, nó chạm chập các vòng dây phải thay các bạn ạ. Rồi tí nữa mình sẽ phân tích kỹ rõ tại sao chúng ta phải thay các cuộn dây và mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách xác định các cuộn dây nó đang còn tốt. Đây, những cuộn dây như thế này đang còn tốt để các bạn coi như là có đi Đồng Nát các bạn mua những cái cuộn dây đang còn tốt về, tránh trường hợp là mua những cuộn dây đã già cỗi cách điện này, chạm chập các vòng dây trong đây là vứt luôn nhá. Ví dụ nó đứt cầu chì hoặc nó sát cốt, nó búa trục thì mình sửa còn dễ, nhưng mà chạm chập các vòng dây, các bối dây với nhau là cực kỳ khó sửa, sửa không được đâu và các bạn ạ. Lúc đấy là tại sao mình nói sửa không được, vì nó các khe rãnh trong đây nè, nó bị ra của cách điện, nó chạm chập trong đây mình không sửa được đâu, không thể rút ra được khe rãnh nên nó cách điện đấy, nó bị hỏng cách điện luôn. Rồi giờ mình nêu cái quạt đầu tiên nhé. Đây, cái quạt này khách hàng đưa cho mình bảo là cái quạt này nó chạy chậm anh ạ, sửa cho tôi nó chạy nhanh gái. Rồi giờ mình bật cho các bạn xem nhé. Mình đã găm điện vào này, đây găm điện vào rồi mình bật cho các bạn xem này, bật số 1 này. Các bạn thấy chưa, quạt từ khởi động, không cần phải lấy tay khua khoáng chi hết, có nghĩa là tụ điện đang còn tốt. Nhưng mà tốc độ quạt nó không được mát lắm, nó mùa hè nó mát vừa đấy. Các bạn xem số 2 này, nó không thay đổi chết đấy, tốc độ số 2 không thay đổi, nó vẫn như thế các bạn ạ, nó không được mát lắm. Số 3 nhé. Đây, số 3 nhiều khi còn chậm hơn nữa. Đấy, tốc độ số 1, số 2, số 3 đều giống nhau. Đấy. Rồi, mình tắt cho các bạn xem. Giờ mình mở ra nguyên nhân tại sao mà cái quạt này nó bị như thế này nhá. Đây, mình mở ra. Rồi, các bạn đã thấy coi như là chủ nhà họ đấu hai tụ điện vào trong cái quạt này chưa? Đây, mục đích họ đấu để họ tăng tốc độ cho quạt này lên các bạn ạ. Đấy, dung lượng nó cao, tăng tốc độ cho quạt này cho nó chạy mạnh lên. Nhưng họ không biết rằng khi mà tăng dung lượng quá đà nó sẽ làm quạt rất là nhanh nóng. Khi nóng nó sẽ ra cỗi cách điện của các cuộn dây, rồi nó sẽ chạm chập các vòng dây với nhau. Rồi để mình tháo cái tụ điện ra họ đấu nhé. Các bạn xem hết video này rất hay, các bạn sẽ sửa chữa được tất cả các loại quạt và các bạn sẽ đo được các cái cuộn nào nó hỏng, cuộn nào đứt dây, cuộn nào chạm chập các vòng dây các bạn biết nhé. Rồi, để mình tháo ra mình đo cái tụ điện tại sao mà họ đấu song song. Như các bạn biết là khi đấu song song là dung lượng của tụ điện nó sẽ tăng lên bằng hai tụ cộng lại. Nhưng mà tại sao họ lại đấu, họ muốn tăng cái tốc độ quạt lên để họ đấu song song này, nhưng mà tăng quá đáng, tăng quá nhiều đấy. Rồi mình mở cho bạn xem. Đấy là cái người này, chủ nhà họ vẫn biết là khi đấu song song quạt là tăng dung lượng lên, dung lượng bằng tụ này cộng tụ lại là quạt sẽ chạy rất mạnh, nhưng mà khi mình ép nó chạy mạnh quá, nó nóng, nó nhanh nóng, nó nóng là nó mất cách điện của các bối dây, nó sẽ gây chạm chập. Lúc khi đã chạm chập rồi các dây rồi nó sẽ tạo các từ trường ngược nhau, nó sẽ khử từ, quạt lại chạy chậm lại, chậm hơn ban đầu rất nhiều, không sửa được, phải thay cuộn dây. Đấy, đây các bạn thấy này, đây là cái tụ nguyên bản của nó này. Đấy, các bạn thấy mình phóng lớn cho các bạn xem. Đây cái tụ nguyên bản đấy, hai dây xám nó đi xuống này, tụ nguyên bản của nó là 1,8 mm. Đấy các bạn xem này. Rồi đây 1,8 mm, họ thêm một cái tụ nữa, tụ này là tụ này 2 mm các bạn. Đây, nó thay cái tụ này thêm, nó không thay mà nó thêm Đấu song song thêm một tụ 2mm với 1,8mm là vậy chi là 3,8mm. Ồ, 3,8mm. Nó gấp đôi thiết kế ban đầu rồi. Đấy, giờ mình rút ra. Rút ra các bạn để mình đo luôn cái dung lượng của tụ này máy nhá. Đấy, mình đo luôn các tụ dung lượng. Dung lượng của tụ của này là bao nhiêu. Rồi khi các bạn đo tụ thì các bạn dùng đồng hồ số cho nó chuẩn các bạn ạ. Cái đồng hồ này mình cũng giới thiệu trên kênh của mình rồi, sử dụng đồng hồ Aneng M118A, đo rất là hay, rất là bền. Đo điện trở thông mạch rồi đo tụ điện, các bạn chuyển sang đo NF này, tụ điện. Rồi cái tụ nguyên bản của nó là bao nhiêu các bạn đo nhé. Nó là 1,8mm này. Rồi, chúng ta đo được mấy? Nó còn 1,58mm các bạn ạ. Vì khi mà nó ghi là 1,8mm mà nó xuống 1,58mm là chủ nhà họ tưởng là cái tụ nó giảm xuống như thế này là cọt nó chạy chậm nên nó không được mát. Tất nhiên nó mát rồi nhưng không muốn cho nó thật mạnh là thay, đáng lẽ người ta phải thay một cái tụ mới là 1,8mm hoặc 2mm thôi. Nhưng đây ông này ông đấu thêm một cái tụ nữa. Đây mình lôi ra. Giờ mình đo được mấy nha. Cái tụ này nó ghi 2mm mình đo được mấy. Đấy các bạn thấy là tụ này nó cũng được 1,8mm, cộng hai tụ lại là gấp đôi nhá, là 3,6mm. Nhưng mà tụ này ghi 2mm nhưng mà khi mình găm một lúc phục hồi là 2mm này. Đấy, thành ra nó hơn gấp đôi luôn. Khi mà họ thay hai cái tụ này đấu song song với nhau là dung lượng nó tăng gấp đôi này các bạn này. Mình sẽ đo này. Đo dung lượng tăng gấp đôi này. Đấu song song các bạn xem này. Để mình đo thực tế luôn, không nhiều khi mình nói lý thuyết là nhiều người đã xem video trước rồi thì biết, nhưng những người chưa xem video là cũng không biết đấu song song thực tế nó có lên gấp đôi không. Đấy. Đây mình phải đo này. Hai song song này, hai cái song song này. Các bạn thấy là nó lên 3,5mm chưa? Đấy, 1,8, 1,8, 3,6 nhưng hai cái cộng lại là 3,5. Vì cái này cái dưới cũng 1,8 nhưng mình tụt đôi xuống là nó còn được 1,6 thôi, 1,7 thôi. Nên giờ cái thực tế của hai cái này là 3,5mm các bạn ạ. Cái tai hại của người ta là người ta đấu song song hai tụ vào một cái tụ điện để tăng tốc độ cho quạt. Nhưng mà họ không biết là đấu với dung lượng quá cao thì nó sẽ ép cái quạt quay rất là nhanh, rất là mạnh nhưng mà rất nhanh nóng. Nóng học mạch từ nó nóng nó sẽ làm các cách điện của bối dây nó hỏng, bối dây nó sẽ chạm chập với nhau. Nên khi chúng ta mà thấy quạt nó chạy chậm á, đây mà đang dùng quy định nó 1,8mm thì chúng ta thay một cái tụ mới cũng 1,8mm hoặc là cùng lắm 2mm, hoặc là khi chúng ta mà không có tụ á, không có tụ mới 2mm hoặc 1,8mm thì chúng ta đấu song song hai tụ cũ với coi như là hai tụ là một tụ, làm thế nào để cộng lại bằng 1,8 hoặc 2mm đấy các bạn ạ. Ví dụ như mình đấu song song hai cái tụ này, khi tụ tụt xuống 1,5mm đấy thì mình sẽ đấu thêm một cái tụ 0,78mm nữa đấy, nó sẽ cộng lên là 2mm, hơn 2mm một chút đấy. Hoặc là hai cái 0,78mm đấu song song là 1,5 nhưng mà không đủ nên mình phải cho nó đấu cái tụ mới làm sao cho bằng 1,8 hoặc 2mm thôi, cùng lắm 2,5mm thôi, đừng có lên 4mm là cọt ép nhanh cháy. Đấy. Tại sao mình biết là cái cọt nó bị chạm chập các vòng dây? Giờ mình xác định nó chạm chập bối nào nhé. Các bạn xem video này các bạn sẽ biết tất tần tật các cái bệnh của cọt, nó chạm chập vòng dây, chạm vòng nào và biết cuộn dây nào tốt, quạt như thế nào, cực kỳ hay các bạn ạ. Rồi mình sẽ đo, rồi mình sẽ phân tích kỹ càng cho các bạn cuộn này và các cái cuộn ngoài đồng nát này. Đây, những cái cuộn này là các bạn mua về các bạn là đo một phát ăn ngay là cái cuộn nào dùng được, cuộn nào bị chạm chập các vòng dây, cuộn nào bị già cỗi cách điện, vân vân. Đấy, các bạn sẽ biết từ A đến Z các bạn nhé. Rồi, vì thế nên mình sẽ làm video này rất kỹ để các bạn xem, các bạn hiểu rõ luôn. Vì cái quạt này là cái tụ nằm trên đây, cái dây này nó lại xa với cái dây hộp số nên chúng ta phải nối hai cái dây này đấy với một cái dây điện này, chúng ta đo với 3 hộp số nhé. Muốn biết chạm chập có vòng dây không là phải đo các cái dây với nhau. Rồi chúng ta đua với dưới ba hộp số này. Rồi kéo hai cái dây của tụ xuống này, để trên đây này. Rồi và chúng ta đo một cái dây xám của dây nguồn này, dây xám này đưa xuống này 4 dây này, 3 dây đưa vô cái hộp số, số 3, số 2, số 1. Đấy, mình cắt ra cho các bạn nhìn cho rõ. Cũng phải thay con dây thôi, con dây nó hỏng. Đấy, còn thoáng nhá. Đấy, cho chúng ta đo 3 dây số, 3 cái dây số, số 3, số 2, số 1. Đấy, đây là số 0 này. Nên là số 1 là tốc độ chậm nhất, nên có điện trở lớn nhất. 3 dây trắng là điện trở nhỏ nhất. Chúng ta đo dây này với 3 cái dây này để chúng ta phân tích nhé. Các bạn chịu khó nhìn kỹ. Chỉ cần xem video này các bạn sẽ biết được A đến Z, cái quạt nào nó bị chạm chập thế nào, chạm vòng dây thế nào, là chạm cuộn nào thế nào. Rồi, đầu tiên chúng ta đo một dây xám với 3 dây số còn lại. Đo với dây trắng. Các bạn thấy lên 455 ôm. Rồi mình phải ghi vô sổ cho nối, xong là đến lúc lập lại các bạn quên các bạn ạ. Này, 455 ôm rồi mình sẽ phân tích trên cái sổ luôn. Rồi 455. Rồi tiếp là đo dây xám với dây vàng 523 ôm. Rồi nó tăng lên là đúng rồi đấy, 523 ôm. Rồi, dây xám với dây hồng. Năm 50 ôm. Rồi, nó cũng tăng hơn. 550 ôm. Điện trở tăng dần, nghĩa là quá chuẩn này. Điện trở trắng vàng xanh tăng dần, 455, 523, 50 ôm là quá chuẩn rồi. Rồi chúng ta đo hai dây của tụ này, đều hai dây xám, xám 1 và xám 2. Đấy, đo với dây trắng vàng hồng. Đấy. Rồi. Vì cái tụ nó nằm trên cao nữa các bạn, nên là mình phải nối nó xuống bằng hai cái dây trắng này. Lúc nãy mình mới đưa đó, một cái mà khoanh 1 2. Rồi, mình đo dây tụ 1 này với 3 dây số còn lại này. Ta cũng đo với dây trắng vàng hồng. Trắng là các bạn thấy là cũng 455. Rồi 455. Nó y chang như cái kia nhá, để các bạn xem là các bạn biết 455. Rồi, đo dây tụ số xám 1 với dây vàng là 522. Nó cũng bên kia 523 thì bên đây 522, nó trùng nhau nha, đo nó bị chật một tí thôi, 522. Rồi, cái dây tụ này với dây hồng. Năm 50, các bạn thấy số 550 chưa? Rồi 550. Chúng ta đo 3 lần nhá, vì đo với dây xám nguồn với dây thông số là chúng ta biết rồi, 550 này. Đấy. Rồi dây xám số 2 đo với dây hồng, dây vàng, dây trắng. Dây xám số 2 này. Dây xám số 2 là cái dây mà không đánh dấu này, dây xám 1 là có dấu vuông, dấu buộc này. Xám 2 này. Đối với dây hồng chúng ta đua ngược lại này, đi để phân tích cho dễ. Chúng ta thấy được 51 ôm này, 51 ôm. Đây 51 ôm. Rồi dây xám thứ hai đối với dây vàng 23 ôm. Rồi các bạn thấy 23 ôm. Đối với dây vàng 23 ôm. Rồi giấy xám số 2 này, đôm giấy trắng này. Chúng ta thấy là lên 68 ôm các bạn ạ. Đây. Rồi chúng ta nhìn ba kết quả đô này, chúng ta sẽ biết nó chạm chập như thế nào. Đây, dây xám nguồn đô với ba dây trắng này, trắng vàng hồng là ba thông số này rất là đẹp, nó tăng dần rất là đẹp nhé. Đấy, 455, 523, 550. Thì khi dây xám đô với dây trắng này, nó được một cuộn dây này. Dây xám đô với dây vàng, nó thêm cuộn này là điện trở ấn tăng này. Rồi dây xám mà đô với dây hồng, nó thêm cuộn này điện trở sẽ tăng nữa. Nó tăng theo thứ tự này, 455, 523, 550. Rồi cái dây xám số 1 đây này, mà đô với ba cái dây còn trắng vàng hồng, thì nó cũng giống như dây xám này đô với ba dây trắng vàng hồng, nó chỉ qua cái cầu chì một chút thôi. Đấy, cầu chì thì chưa đứt nên nó giống nhau, nó cũng được một thông số tương tự nhau, cũng 455, 522, 550. Đấy, nó sai số 522 với 523, nó chênh nhau một tí đó. Thế là chúng ta biết là cái dây xám với các cái dây này nó đều tăng nhau mà chưa chạm chập nhá. Đấy, nó không chạm chập, vẫn còn nguyên này, dây này với dây này còn nguyên này, dây này với ba dây này còn nguyên, không chậm chập này. Rồi chúng ta dây xám thứ hai của tụ này đô với ba dây còn lại này, dây xám đô với dây hồng ta được 51 ôm. Rồi dây xám mà đô với dây vàng mà ta lại được 23 ôm. Các bạn thấy có lý vô lý không? Đấy, khi dây xám mà dây xám này này, xám hai này đô với dây hồng này, nó được 51 ôm. Thì chúng ta dây xám hai mà đôi dây vàng nó phải cuộn này cộng cuộn này, nó phải hai cuộn, nó phải cao hơn dây xám đôi với dây hồng nhé. Dây xám đôi với dây hồng được 51 ôm, mà dây xám đôi dây vàng lại được chỉ có 23 ôm bằng nữa. Thì cái dây vàng này này đã bị chạm tới đây rồi các bạn này, chạm tới đây luôn này. Dây xám hai này đôi với dây trắng là 68 ôm là đâu còn ba cuộn này, 1, 2, 3 thì nó tăng luôn là đúng rồi. Nhưng mà chúng ta phải xem xét là dây xám mà đô với dây vàng nó lại bé hơn là dây xám đô với dây hồng, điện trở nó bị chạm chập. Nên là khi mà đã bị chạm chập là quạt nó bị chạy chậm các bạn ạ. Đấy, chạy chậm, cực kỳ chạy chậm luôn. Đấy. Rồi vì sao? Vì đây là mình vẽ cho các bạn cái bối dây này, bối dây của quạt này. Đấy, đây bối dây nhá, bối dây này, cái ví dụ hai bối dây này. Đấy, hai bối dây nhá. Khi mà nó đi vào một hai cái dây này này, đi xuống, mình ví dụ thế đó. Không phải cái này đấu với cái này, mình đấu sang đây này. Đấy, đấu sang đây. Ví dụ thế. Nên mũi tên này đi lên này, đi lên bối dây nó xuống này. Rồi nó lại sang bên đi này. Rồi nó đi lên, nó lại đi xuống đây này. Nên một cái khe rãnh của cái mạch từ này, khe rãnh mạch từ này, nó có hai mũi tên đi xuống. Đấy, bên đi là gấp lại thì mạch từ bên đi là hai mũi tên đi lên. Nên là khi chạm cái là cái một cái đi xuống, cái đi lên, nó bị khử từ. Ví dụ chạm bên này này, cái này đi lên này, cái này đi xuống, là chạm bên này sang đây là một cái đi xuống, cái đi lên, nó khử từ nhau các bạn ạ. Đấy, khử từ nhau là nên là quạt sẽ quay chậm. Thì các bạn biết rồi, cái dòng điện đi theo chiều nào nó sẽ tạo một cái từ trường, đường sức của từ trường nó phụ thuộc vào chiều của dòng điện. Đấy, chiều dòng điện đi thế này thì nó tạo từ trường thế này, nhưng một cái lại đi ngược, nên là nó đảo luôn là coi như là lúc cái này thì quay ngược, cái này quay xuôi. Nên khi chạm chập các vòng dây là các bạn dù có tăng dung lượng tụ lên bao nhiêu chăng nữa thì nó lúc đó nó sẽ quay chậm. Rồi càng tăng là quạt càng nóng, nó ép càng nóng thôi, nhưng mà tụ là nó bị chạm chập, càng để lâu nó càng hư hỏng nhé. Cái trường hợp này là nó phải thay cuộn dây, vì nó chạm chập mình không biết tìm chỗ nào ra. Nhiều khi nó hư hỏng cách điện chỗ đây, nó chạm chập trong cái khe rãnh như này. Rồi qua cái sơ đồ này các bạn thấy gì? Các bạn thấy mình đôi dây xám nguồn này với ba dây này này, được thông số nó như thế này, 455, 523, 550. Và cái dây xám của tụ đôi với ba này cũng được thông số nó giống nhau. Trong trường hợp này là các bạn suy ra khi mà đứt cầu chì này, đứt cầu chì trên bối dây là dây xám nguồn đôi không thông với ba dây nêu nhá. Nó không lên thông số với đứt cầu chì rồi. Lúc này chúng ta vứt dây xám đi, chúng ta nối một cái dây không đưa vào, nối với cái dây tụ này, thay dây xám nguồn, đấy là xong nhá. Đấy, trường hợp xử lý không cần dùng cầu chì, đấy là vứt dây xám đi, dùng một dây xám khác kéo vào đấu vào dây tụ này, đấy là xong. Rồi để mình lấy một cái hai cái lốc của quạt mới tương tự như này để mình đo cho các bạn xem thực tế như thế nào, để các bạn thay. Mình cũng mới đi mua về để mình thay cho cái quạt này này, cái quạt máy hỏng này, dây xám này, dây vàng, dây trắng, dây vàng, dây hồng, y chang cái quạt mình mới ấy nhá. Mình chưa tháo đâu, nhưng mà mình đo cho các bạn biết. Khi các bạn đo mà dây xám với ba dây này thông mà điện trở tăng dần từ xám vàng hồng hoặc xám vàng xanh, nó tăng dần, các bạn đừng bừng vội là cái cuộn dây đâu còn tốt các bạn nhé. Trường hợp đấy là các bạn phải đua thêm 2 dây của tụ điện để các bạn mới biết là nó còn tốt hay không, vì nó chạm chập hay không. Lúc đấy mình đôi 2 dây tụ điện các bạn mới biết. Này, đôi với dây trắng này, điện trở 454 này, giống y chang bên kia. Đôi với dây vàng 522 tăng lên. Đôi với dây hồng 558 y chang bên kia, tăng lên luôn. Mình lấy dây xám này mình đôi với 1 dây của tụ, nó sẽ tăng lên này. Các bạn thấy lên 831 ohm chưa? Đây. Còn các bạn đôi với dây ni nó sẽ tương tự gần bằng 0. Đấy, nó gần bằng 0. Vì cái dây, 1 dây xám này với 1 dây xám đưa ra nguồn với 1 xám đưa tụ, nó hầu như là đấu chung với nhau. Đấy, này, nó đấu chung với nhau này. Dây xám ngoài với 1 dây xám đưa ra tụ này. Đấy, 2 cái dây này đua lại nó giống như thông nhau. Đấy. Còn dây xám này đối với 3 dây còn lại nó sẽ tăng này. Dây xám này đối với này tăng, và đối với dây xám của tụ này phải lên khoảng 800 ohm, 700-800 ohm, chứ còn 500 là nó bị chạm. Đấy là mình biết là nó tốt rồi. Cần thiết là mình đôi dây xám này lại, đối với 3 dây này nó sẽ tăng dần. Hồng, vàng, trắng nó sẽ tăng dần. Để các bạn xem nhé. Hồng là 273 ohm này. Vàng này nó tăng hơn này, 308 ohm này. Rồi trắng này. Đấy. Nó 377, thấy chưa? Đấy, 3 dây thứ tự xếp này nó tăng dần, nó là cuộn dây nó tốt các bạn nhé. Đấy, cuộn dây tốt. Đấy, qua video này là các bạn rút ra một kinh nghiệm. Thứ nhất là lựa chọn những cái cuộn dây nó tốt để các bạn về các bạn dùng, các bạn đấu nối vô. Biết xác định là các cái cuộn dây nào nó bị chạm chập hoặc là đứt cầu chì hoặc là đứt cuộn dây chỉ là mình dùng được hết. Rồi, với thứ hai là khi chúng ta mà muốn tăng tốc độ cho quạt thì chúng ta nên thay những cái tụ mới có dung lượng định mức như cái quạt này. Khi cái quạt nó bị chạy chậm rồi dung lượng giảm, ví dụ từ 2 mi nó xuống còn 1 mi, rồi 1,3, 1,4 thì chúng ta thay một cái tụ mới nó khoảng tương đương 2 mi. Hoặc chúng ta không có thì chúng ta đấu song song 2 cái tụ cũ, mỗi cái tụ 1 mi để cho được thành dung lượng tổng là 2 mi, cùng lắm là 2,5 mi đấy các bạn nhé. Đừng có đấu cao quá, như cái tụ này, cái quạt này là đấu tụ thành ra gần 4 mi, nó nóng quá, nó hỏng cách điện, chạm chập vòng dây của cuộn đề với một cái cuộn số, nên chúng ta phải thay nha. Qua video này, nếu các bạn thấy hay cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.